Chúng ta xem thấy cái tin tức này, 2-3 tháng về trước, một bé gái nhỏ 10 tuổi niệm Phật giảng sanh rất cừ khôi, không hề bị bệnh. Giống như Pháp sư Hải Hiền biết trước giờ ra đi, không hề bị bệnh. Đứa bé này cũng niệm Phật 3 năm, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật. 7 tuổi, cha mẹ bé đều học Phật, ba ba đang đọc Kinh A Di Đà. Bé hiếu kỳ hỏi cha của bé: cha đang đọc cái gì? Ông nói đọc Kinh A Di Đà. Vì sao gọi là A Di Đà Kinh? Ba ba liền đem Thế Giới Cực Lạc đơn giản giới thiệu cho bé nghe. Bé nghe rồi rất vui mừng: một nơi tốt đến như vậy à, ba ba có thể dẫn con đi xem hay không? Ba ba nói: ba đi không được. Bé hỏi: vậy ai được? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở đâu vậy? Con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền sẽ dẫn con đi. Bé vừa nghe rất vui mừng. Bé ngày ngày niệm A Di Đà Phật, niệm được 3 năm. Trước một ngày giảng sanh, nói với ba của bé: ba ơi, ngày mai A Di Đà Phật muốn đến tiếp dẫn con về nhà rồi, có thể mời bạn bè hàng xóm của chúng ta đến nhà để xem bé giảng sanh hay không. Ngày thứ hai chân thật giảng sanh, không hề bệnh. Nói đi thì đi. Trẻ nhỏ 10 tuổi. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 86 tuổi giảng sanh, biết trước giờ ra đi. Bà giống dĩ cùng ở chung một chùa với Pháp sư Hải Hiền. Một hôm bỗng nhiên bà nói: tôi phải trở về quê nhà. Lão Hòa Thượng ngăn lại cũng không ngăn được, cùng đi với bà về quê nhà. Về đến quê nhà, dặn bảo ông gọi hết con cái cháu chích đều đến, đều về hết rồi. Mẫu thân ngài gói sủi cảo, đích thân gói sủi cảo mời mọi người ăn. Sau khi ăn xong, ngồi trên ghế bên cạnh, chéo chân xếp bằng loan tỏ, nói với mọi người: ta phải đi rồi. Nói câu nói này xong, chốc lát thì thật ra đi, không bị bệnh. Tự hành hóa tha. Như vậy liền cảm động rất nhiều người, làm rất nhiều người niệm Phật sanh khởi tín tâm. Người niệm Phật sanh biết được từ đâu mà đến, tử biết được đi đến nơi nào, an vui. Không chút lo lắng nào, không chút khiếp sợ nào. Nhiệm vụ ở thế gian này hoàn thành rồi, công đức của chính mình viên mãn rồi, độ hóa chúng sanh một đoạn cuối. Ta ở cái đoạn này hoàn thành cái nhiệm vụ của ta.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Phật. Nam